Em xin phép trình bày về các kỳ công của Hát Quyên ạ. Thì cũng như là cô Thư cũng vừa mới trao đổi ý, thì để cho thay đổi không khí thì đến lát nữa đến cái phần mà kể về câu chuyện thì có bạn Micap và Trương sẽ giúp em để cho nó sinh động hơn. Và em thì cũng là một cái người rất là mới, vừa mới gia nhập gia đình của mình được có mấy, cũng được mới có 2 tuần thôi. Nên là có cái gì mà còn sai sót thì mong mọi người cũng bỏ qua cho ạ. Kỳ công của Hát Quyên, kỳ công song tử. Kỳ công này là kỳ công thứ ba, cung song tử cũng là cung thứ ba và nó có tên là những quả táo vàng của Hebrides. Thứ nhất thì em cũng muốn trình bày là tại sao mà khi mà chúng ta nghiên cứu về cung song tử thì chúng ta lại cũng cần nghiên cứu cái thần thoại của Hát Quyên. Đấy là chúng ta thông qua cái sự kết hợp giữa câu chuyện và chúng ta nhìn nhận được những cái câu giữa sự liên kết giữa các cái biểu tượng và chiêm tinh, chỉ ra các cái thử thách của đời sống hàng ngày của người đệ tử, cũng như là nhận biết được cái cung hoàng đạo mà câu chuyện thần thoại xảy ra. Tiếp theo là những cái liên hệ giữa cung hoàng đạo đối với người đệ tử, do những cái cung hoàng đạo mà người đệ tử cũng chịu ảnh hưởng của các mãnh lực riêng biệt nào đó. Tiếp theo là cũng do cung hoàng đạo thì cũng tạo ra những cái khuynh hướng cho người đệ tử. Và khi mà hiểu rõ ý nghĩa của các cái thử thách mới lộ diện với những người đệ tử, và nó hàm ý là những cái thử thách này thì dành cho tất cả chúng ta ở trên con đường hành hương. Tiếp theo là chúng ta cũng nhìn thấy sự tiến triển của Hát Quyên từ cõi trí thông qua cõi tình cảm và biểu hiện trên cõi trần, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh tổng hợp các cái công việc mà tất cả những người đệ tử, những người con của nhân loại cũng như là những người con của Thượng Đế cần phải thực hiện. Chúng ta cũng sẽ nhìn nhận thông qua tất cả các cái kỳ công này thì công việc đấy đều, tất cả các công việc đều rất là gian khổ, chậm chạp, và được thực hiện với rất nhiều những khó khăn to lớn. Tiếp theo là những cái bước đi của người trị nguyện thì được dẫn dắt theo cái con đường nhận thức và phát triển. Cá tính và bản chất của con người thì được thử nghiệm và thử thách cho đến khi những cái phẩm chất đặc trưng hình thể có được chuyển sẽ được chuyển hóa thành những cái đặc tính của linh hồn. Đấy là lý do tại sao chúng ta khi chúng ta đã liên kết các cái kỳ công của Hát Quyên đối với các cái công hoàng đạo. Thì chúng ta cũng nhìn thấy trong 12 cái cung hoàng đạo thì cung song tử là cung thứ ba, và trong cái các cái 12 kỳ công của Hát Quyên thì 4 cái kỳ công đầu tiên thì là thể hiện trong 4 cái cung đầu tiên thì là cung chuẩn bị. Nên là em cũng trình bày ở đây một cái bức tranh tổng hợp là về cái 4 cái cung đầu tiên trong cái bức tranh tổng thể của cái cung chuẩn bị này. Trong đó thì khởi đầu là Bạch Dương. Cung Bạch Dương thì trong cung Bạch Dương thì linh hồn khoác lấy lớp vỏ của trí tuệ, nó khoác vào các cái kết hợp chất liệu trí tuệ để có thể tự thể hiện một cách tốt nhất. Con người trở thành một linh hồn biết tư duy. Trong Kim Ngưu thì thế giới dục vọng và phương tiện của cảm xúc được phát triển, con người trở thành một linh hồn hữu thức. Và trong cái cung thứ ba này là cung Song Tử thì thể hiện một năng lượng được kiến tạo, và nó thể hiện được sự kết hợp năng lượng của linh hồn và vật chất lại với nhau, thành một linh hồn sống động, và hai cực được hợp với nhau, thể dục thái được tạo ra. Trong Cự Giải thì công việc Giáng sinh thì mới bắt đầu, bản chất tứ phân được biểu lộ, con người được trở thành một diễn viên sống động trên cõi trần. Thì đấy là cái lý do thứ nhất là tại sao chúng ta lại nghiên cứu về các kỳ công của Hát Quyên, cũng như là cái bối cảnh của song tử ở trong 4 cái cung hoàng đạo đầu tiên. Tiếp theo thì em sẽ trình bày về cái kỳ công thứ ba này. Hát Quyên đối diện với đấng chủ tọa trong kỳ công thứ ba của chàng. Đấng chủ tọa vĩ đại từ trong phòng hội đồng của đấng chúa tể đã nhìn thấy các cái kỳ công trước đây của Hát Quyên, người con của nhân loại cũng là người con của thượng đế. Ngài và vị huấn sư nhìn thấy cổng lớn thứ ba được mở ra trước người con của nhân loại, tiết lộ một cơ hội mới để bước trên con đường. Hãy ban ra lệnh và bảo vệ cây thiêng liêng, hãy để Hát Quyên khai mở quyền năng tìm kiếm mà không chán nản, lừa dối hoặc nhanh cá quá. Và bây giờ hãy thực hiện sự kiên trì, cho đến nay y đã làm rất tốt, và như thế lời nói được truyền ra.
Và đây là tiếp theo là chúng ta sẽ kể về cái câu chuyện kỳ công thứ ba này, thì lát nữa thì cũng sẽ có những cái phần hỗ trợ của bạn Trương với Mia Cát. Lời dẫn: ở tại một đất nước xa xôi có một cây thiêng liêng, cây của Minh Triết, và trên đó có những quả táo vàng của Hebride. Sự nổi tiếng của các loại trái cây ngọt ngào đã lan đến những vùng đất xa xôi và tất cả những người con trai của nhân loại vốn biết mình cũng là những người con của Thượng Đế, mong muốn có được chúng. Hedwig cũng thế, chàng nghe về các trái cây này và khi được lệnh đi để tìm kiếm chúng, chàng đã đến gặp vị huấn sư, hỏi ngài con đường để đi tìm thấy cây thiêng liêng và nhặt những quả táo. Hedwig nói: Mia Thưa ơi, sư phụ của linh hồn con, hãy chỉ cho con đường. Con tìm kiếm những quả táo và con cần chúng gấp để sử dụng. Hãy chỉ cho con cách nhanh nhất và con sẽ ra đi. vị thầy nói với Hắc này con, không phải thế, con đường còn dài. Chỉ có hai điều mà thầy sẽ nói với con và sau đó dành cho con để chứng minh sự thật về những gì ta nói. Hãy nhớ rằng cây thiêng liêng được bảo vệ tốt, có ba cô gái yêu quý cây đó và bảo vệ quả của nó. Một con rồng trăm đầu bảo vệ các cô gái và cái cây. Hãy canh chừng chính con khỏi sức mạnh quá lớn dành cho con, khỏi các mưu trước quá tinh tế dành cho sự hiểu biết của con. Hãy nhìn kỹ. Điều thứ hai mà ta muốn nói cho con là sự tìm kiếm của con sẽ đưa con đến nơi có năm thử thách lớn con sẽ gặp trên con đường. Mỗi thử thách sẽ cung cấp cho con minh triết, hiểu biết, kỹ năng và cơ hội. Hãy nhìn kỹ. Này con trai của ta e rằng con sẽ không nhận ra những việc này khi ở trên con đường. Nhưng rồi chỉ thời gian sẽ chỉ rõ, Thượng Đế sẽ giúp cho con tìm kiếm nhanh. Với sự tự tin, Hedwig đã đi trên đường. Khắp vùng đất chàng đi qua, chàng tìm kiếm cây thiêng liêng, nhưng không thấy nó. Tất cả những người mà chàng gặp, chàng đã hỏi. Không ai có thể chỉ cho, không ai biết nơi chốn của cây thiêng. Thời gian trôi qua, buồn và chán nản, chàng vẫn đi tìm kiếm khắp nơi. Vị huấn sư quan sát từ xa, phái Neros đến để xem ông có thể trợ giúp được gì không. Neros đến trong các hình dạng khác nhau và nói những lời chân lý khác nhau, nhưng Hedwig không đáp ứng lại và cũng không biết người đã phái ông đến. Dù ngôn của ông có khéo léo với sự minh triết sâu sắc của một người con của Thượng Đế, Neros vẫn bại vì Hedwig bị mù. Chàng không nhận ra sự giúp đỡ rất tinh tế dành cho chàng. Sau một thời gian dài, Neros trở về báo cho vị huấn sư về nỗi buồn của sự thất bại. Vị thầy nói: Thử thách đầu tiên trong năm thử thách nhỏ đã qua, nhưng nó đã thất bại. Hãy để Hercules tiếp tục. Poseidon, thần biển cả và ghi mặt đất, ta bất khả chiến bại. Và Hedwig vật lộn với con rắn. Chàng thấy mình không thể chiến thắng nó cho đến khi chàng phát hiện ra rằng nó không thể đánh bại chừng nào còn tiếp xúc với mặt đất. Và ngay khi Hedwig nhấc cao con rắn Athena lên không trung, nó trở nên hoàn toàn yếu ớt và không thể đánh bại chàng. Chàng chiến thắng và vượt qua thử thách thứ hai. Con rắn Athena thất bại và nói: Ta sẽ trở lại trong những vỏ bọc khác nhau tại cổng thứ 8. Hãy chuẩn bị một lần nữa để vật lộn với ta. Vui vẻ và tự tin, Hedwig ra đi, tin tưởng chắc chắn về bản thân mình và đi tìm với lòng can đảm mới. Bây giờ chàng đi về phía Tây, chàng bước vào thử thách lớn thứ ba mà không hề biết, bởi vì chàng gặp Busiris, kẻ lừa dối tinh quái vĩ đại, con của vùng biển, bà con của Poseidon. Công việc của y là gây ảo tưởng cho những người con của nhân loại thông qua lời nói có vẻ minh triết. Y tuyên bố y biết chân lý và mọi người nhanh chóng tin tưởng y. Busiris nói: Ta là bậc thầy, chân lý đã được ban cho ta. Hãy hy sinh cho ta, hãy chấp nhận con đường để cuộc sống thông qua ta. Chỉ có ta biết, chứ không có ai khác. Chân lý của ta là đúng duy nhất. Tất cả các chân lý khác sai lạc và giả trá. Hãy nghe lời ta, ở lại với ta, để được cứu rỗi. Và Hedwig vâng lời, mỗi ngày một suy yếu. Chàng không còn tìm kiếm cây thiêng liêng, sức mạnh của chàng suy sụp. Chàng yêu và thờ phụng Busiris và chấp nhận tất cả những gì y nói. Chàng trở nên ngày càng yếu đi, từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi Busiris
trói chàng vào một cái bàn thờ trong suốt một năm. Bỗng một ngày kia, khi vùng vẫy để được tự do, dần dần thấy chân tướng của Busiris, lời nói của Neros từ lâu lại vang lên trong tâm trí của chàng. Neros. Chân lý nằm bên trong chính ngươi, có một quyền lực sắc thật và sự minh triết cao hơn bên trong chính ngươi. Hướng vào bên trong và ở đó hãy kêu gọi sức mạnh đó. Sức mạnh vốn là tài sản của tất cả những người con của nhân loại và cũng là người con của thượng đế. Im lặng, lặng nằm như một tù nhân trên bàn thờ suốt cả năm. Sau đó với tất cả sức mạnh con cái thượng đế, chàng đã phá vỡ những trói buộc mình, bắt tên huấn sư giả mạo và trói y vào bàn thờ ở vị trí của mình. Chàng không nói một lần lời nào, nhưng để y ở đó để hiểu. Một lần nữa chúng ta thấy sự chán nản, chậm trễ, thất bại, gian dối là đặc điểm của phần này trong bài kiểm tra. Vị thầy quan sát từ xa, ghi nhận thời điểm giải thoát, quay sang nói với Neros. Bài kiểm tra lớn thứ ba đã được vượt qua. Ngươi hãy dạy cho y làm thế nào để đáp ứng nó và theo thời gian thích hợp y đã thu hoạch một lợi ích. Hãy để ý để y tiến lên đường và học y cũng thành công. Các quyên tiếp tục tìm kiếm của mình. Một năm trải qua trên bàn thờ đã dạy cho chàng nhiều điều. Chàng ra đi với minh triết nhiều hơn trên con đường của mình. Đột nhiên, chàng khựng bước chân. Một tiếng rên kêu đau khổ sâu thẳm đập vào tai chàng. Một số kền kền lượn quanh. Một tảng đá ở xa đã thu hút sự chú ý của chàng. Rồi tiếng kêu khóc lại vang lên. Chàng suy nghĩ về vấn đề bị trì hoãn một lần nữa. Một năm đã trôi qua, chàng cảm thấy mình cần phải nhanh hơn. Nhưng rồi một lần nữa, tiếng kêu vang lên và Hercules chạy đến để giúp người huynh đệ của mình. Chàng thấy Prometheus bị xích trên một tảng đá, chịu đựng sự đau đớn tột cùng do lũ kền kền cắn vào gan của ông, do đó từ từ giết chết ông. Chàng phá vỡ xiềng xích và giải thoát cho Prometheus, đuổi lũ kền kền đến hang ổ xa xôi của chúng, chăm sóc người bệnh cho đến khi ông bình phục vết thương, dù biết mất nhiều thời gian vì việc này. Sau đó chàng bắt đầu lên đường. Vị thầy đang quan sát từ xa nói với học trò đang tìm kiếm của mình những lời rõ ràng này, những lời đầu tiên được nói với chàng từ khi chàng bước vào cuộc tìm kiếm của mình. Giai đoạn thứ tư trên con đường đến cây thiêng đã qua, không có sự chậm trễ. Quy luật trên con đường đã chọn giúp đẩy nhanh mọi thành công là hãy học cách phụng sự. Vị chủ tọa trong phòng hội đồng, đấng chúa tể nhận xét. Y đã làm rất tốt, hãy tiếp tục với các bài kiểm tra. Cuộc tìm kiếm đã diễn ra khắp nơi, khắp các nẻo đường Đông Tây Nam Bắc. Cây thiêng đã được tìm kiếm nhưng Hedwig vẫn không tìm thấy nó. Đến một ngày kia mệt mỏi vì sợ hãi và vất vả tìm kiếm, chàng có được sự chỉ dẫn. Chàng quay chân đến những ngọn núi cao ở phía đông và vào một ngày nắng đẹp, chàng nhìn thấy cái mà chàng tìm kiếm và vội vã bước đến. Hedwig kêu lên trong sung sướng. Bây giờ tôi được chạm vào cây tuyên, vượt qua con rồng tam giác, gặp các nữ xinh đẹp nổi tiếng và nhổ những quả táo. Nhưng một lần nữa, chàng đã bị chặn lại bởi một cảm giác đau khổ sâu thẳm. Chàng thấy Atlas gánh cả thế giới trên lưng của mình. Khuôn mặt ông hằn nét đau khổ, tay chân ông oằn với nỗi đau, đôi mắt của ông nhắm lại trong sự đau đớn. Ông không đòi hỏi giúp đỡ, ông không thấy Hepquin mà chỉ đứng cúi xuống với sự đau đớn, với trọng lượng cả thế giới trên vai. Hepquin run rẩy đứng xem và ước lượng mức độ sức nặng và sự đau đớn. Chàng quên mất cuộc tìm kiếm của mình. Cây thiêng và những quả táo nhạt dần trong tâm trí. Chàng vội vã và hăm hở tháo gánh nặng, nhấc nó khỏi vai người anh em và đặt lên lưng chính mình, tự vác gánh nặng của thế gian. Chàng nhắm mắt lại, gồng mình lên, nỗ lực và nhìn kìa. Gánh nặng đã rơi ra và chàng được tự do. Cả Atlas cũng vậy. Người khổng lồ đứng trước chàng và trong tay ông là những quả táo vàng. Ông dâng cho chàng với tình thương. Cuộc tìm kiếm đã chấm dứt. Ba chị em còn giữ nhiều quả táo vàng hơn nữa và tương tự như vậy, họ ép chúng vào tay của chàng. Angel, người giúp việc xinh đẹp, vốn là vẻ vinh quang của mặt trời đang lặn, đặt một quả táo vào trong tay chàng và nói rằng: Con đường đến chúng ta luôn được dẫn dắt bởi thực sự hành động của tình thương là đường. Sau đó, Eritrea người giữ cửa mà tất cả đều phải vượt qua trước khi họ đến một người rất lớn của chủ tọa vĩ đại. Các chàng được quả táo và trên mặt nó có dòng chữ vàng phụng sự được khắc trong ánh sáng. Bà nói,
Hãy nhớ điều này và không được quên nó. Và cuối cùng, Hesperus đến điều kỳ diệu của ngôi sao buổi tối và nói với Hawkins một cách rõ ràng với tình thương. Hãy ra đi và phụng sự. Hãy bước theo con đường của tất cả những người phụng sự như vậy từ nay về sau và mãi mãi. Hawkins nói, Sau đó ta sẽ trao lại quả táo này cho những người bước theo ta. chàng đứng trước mặt vị huấn sư và kể lại câu chuyện cho tất cả những gì đã xảy ra. Vị thầy đã ban lời ngợi khen cho chàng và sau đó chỉ ngón tay ra cổng thứ tư và nói với chàng. Hãy đi qua cổng đó, bắt con nai và đi vào thánh địa một lần nữa. Vâng, cảm ơn anh Trương với cả bạn Mia Cát ạ. Chúng ta đã kể xong câu chuyện về kỳ công thứ ba. Và sau đây thì em cũng sẽ nói về một số các cái biểu tượng như là ý nghĩa. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái biểu tượng quả táo. Quả táo thì từ lâu đã xuất hiện trong thần thoại và trong các cái hệ thống biểu tượng. Như chúng ta đã biết, trong vườn địa đàng thì con rắn đã đưa cái quả táo cho Eva, và cùng với việc ban cho và chấp nhận quả táo là sự hiểu biết về điều thiện và điều ác. Nó cũng là một cái tính nhị nguyên. Và đây là một cái phương pháp tượng trưng để kể cho chúng ta câu chuyện về xuất hiện của thể trí và cách nó bắt đầu hoạt động trong các cái sinh vật sơ khai, vốn không phải là thú mà cũng không phải là người. Cùng với sự xuất hiện của tâm trí cũng là sự hiểu biết về nhị nguyên, về sức hút của các cặp đối luật, đối lập, về bản chất của linh hồn vốn tốt lành và về bản chất của hình tướng, điều xấu xa nếu nó cầm giữ và cản trở linh hồn từ sự biểu hiện đầy đủ. Ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy là bản thân hình tướng thì không phải xấu ạ. Nó chỉ trở thành xấu nếu như nó cầm giữ và cản trở linh hồn trong cái sự biểu hiện đầy đủ thôi. Tiếp theo là hình tượng con rắn Antanas. Trong cuộc tìm kiếm những quả táo vàng trên cõi trần, Hedwig cũng như tất cả các người đệ tử phải chinh phục các cái ảo cảm và ảo tưởng. Vì trong khi thực hiện cái khát vọng về mặt tâm linh thì người đệ tử rất dễ bị thu hút bởi các cõi trung giới, bản chất thông linh thấp kém dưới hình thức này hay các hình thức khác. Và khi Hedwig vật lộn với con rắn thì chàng thấy mình không thể chiến thắng được nó, cho đến khi mà chàng phát hiện ra rằng nó không thể bị đánh bại nếu mà chừng nào nó còn tiếp xúc với mặt đất. Và ngay khi mà Hedwig nhấc cao lên khỏi không trung thì mới có thể đánh bại được. Và chúng ta cũng nhìn thấy là ở đây ấy, thì các cái ảo cảm thì luôn luôn ở dạng này hay dạng khác, nó liên quan đến hình tướng chứ không phải thực tại. Và trong cái câu chuyện này thì trái đất thì tượng trưng cho cái hình tượng. Tiếp theo là cái hình tượng Busiris. Busiris thì chàng đã phải bị trì hoãn rất lâu vì theo đuổi một cái ảo cảm dưới một cái hình thức khác của một cái vị thầy giả giả mạo, và Hedwig đã bị lừa dối. Và một lần nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái sự chán nản, chậm trễ, thất bại và gian dối là đặc điểm của cái bài kiểm tra này. Chúng ta cũng nhìn lại các cái bài học của Hawkins ở trong cái phần này là Hawkins phải đối mặt với cái nhiệm vụ to lớn là mang hai thái cực của con người chàng lại với nhau, phối hợp hòa là một linh hồn và thể xác, sao cho lưỡng nguyên nhường chỗ cho sự thống nhất và các cặp đối lập được hòa trộn trước khi con người trên cõi thực sự bắt đầu cái công việc mà hợp nhất cái linh hồn và thể xác. Thì chúng ta nhìn nhận là chúng ta cũng phải có những cái sự khao khát thần bí, một cái sự phấn đấu và một cái tầm nhìn trước đó rất lâu để chúng ta mới có cái quyết định là chúng ta có thể đi vào cái con đường này. Đấy cũng là lý do mà tại sao đây là một cái giai đoạn chuẩn bị trong cái cung của cung song tử, là cung thứ ba của cái sự chuẩn bị đó. Chính trong cái thành tựu ở cõi trần này và trong việc đạt được những quả táo của trí tuệ, cuộc kiểm tra về sự chân thành của người tìm đạo diễn ra, khao khát trở nên tốt đẹp, một ước muốn sâu sắc xác định của đời sống tinh thần, những nỗ lực không ngừng trong kỷ luật tự giác, cầu nguyện, thiền định, gần như là chúng ta cũng phải xác định trước khi mà chúng ta có được một cái sự ổn định. Và cái bài kiểm tra của người song tử là phải có một biến một cái người có tầm nhìn để trở thành một cái con người thực sự là hành động và mong muốn thì phải được chuyển tiếp vào thế giới của sự hoàn thiện. Và các cái ý nghĩa của câu chuyện thần thoại trong kỳ công này là nhà thần bí thì phải bổ sung các cái kiến thức
và sự thành tựu huyền môn, là chúng ta phải đạt được tri thức thông qua các cái giác quan, mở ra những cái lĩnh vực nhận thức mới, trở thành một con người của hành động. Và chúng ta phải lắng nghe hơn nữa các cái vị hướng dẫn nội tâm là linh hồn. Thì ở đây nó cũng có cái hình ảnh của cái thất bại đầu tiên, là mặc dù Nerus được vị huấn sư hướng cho xuống hướng dẫn, nhưng mà Hakuin cũng đã không thể nào mà lắng nghe được, và đã gặp cái thất bại ở trong cái năm cái thử thách đầu tiên. Một thử thách trong cái thử thách một của năm thử thách này. Tiếp theo là tri thức thì phải được chuyển hóa thành minh triết. Tri thức là một cái sự truy vấn của các cái giác quan. Minh triết là sự thấu hiểu và áp dụng nó vào những vấn đề của cuộc sống. Và Hắc thì phải tích hợp phàm ngã với chân ngã. Do đó thì chàng phải thắng chiến thắng các cái ảo cảm và ảo tưởng. Và chúng ta cũng nhìn thấy tất cả những cái bài học này trong việc là chiến thắng con rắn. Và sau đó thì vượt qua cái vị thầy già là Burius. Và mặc dù có thất bại và những cái trì hoãn lâu dài, nhưng Hakuin cũng đạt được minh triết, nhưng mà chỉ sau đạt được chỉ sau khi từ đó từ bỏ việc phụng sự ích kỷ và hướng đến một cái sự phụng sự. Và đấy là hai cái thử thách sau, là giúp Prometheus và giúp Atlas. Và cái cuộc hành trình này là chúng ta cũng nhìn thấy những cái sự tiến bộ, những cái sự thay đổi trong cái những cái sự chuyển hóa của Hedwig. Cái sự tiến bộ của Hedwig lúc đầu là về lúc đầu là đặc trưng về nội tâm, đặc trưng bởi tư tưởng và dục vọng, thể hiện ra như các cái biểu hiện của con người trên cõi trần, cho đến khi chàng đạt được tri thức về chính mình như một phàm ngã. Và khi chàng bắt đầu thu thập những trái táo của tri thức thì nhận thức được cái bản chất nhị nguyên của con người là phàm ngã với linh hồn. Chàng phải khiến phàm ngã phục tùng linh hồn bằng cách kiểm soát ba thể thấp là xác thân, cảm dục và hạ trí, và phát triển bản chất linh hồn của mình, nhận thức rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảm nữa. Tiếp theo là bác ái và minh triết, và cuối cùng là sự phục sự của nhân loại. Và trên đây thì em cũng đã vừa trình bày cái kỳ công thứ ba của Hedwig trong cung song tử ạ. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn Thùy Linh Oma đã trình bày cái kỳ công, và trong đó có cái sự giúp sức của bạn Hồng Trương và của bạn Vi Cát. Em cũng đã nói lên các cái ý nghĩa của những cái biểu tượng và tổng kết lại những cái ý nghĩa của kỳ công thứ ba về mặt nội môn mình nói. Xin cảm ơn em rất là nhiều.